là giáo viên tiểu học, công tác tại trường tiểu học xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ngoài giờ lên lớp, Tô Chí Hải trở về với công việc massage cho hoa dừa để lấy nước, nấu mật, nước giải khát. Từ nhỏ, Hải thường thấy bà ngoại lấy mật hoa dừa để làm kẹo, nước màu hay bỏ trong tủ lạnh để uống nước giải khát rất ngon, tốt cho sức khỏe. Từ đó, Hải có ý tưởng khởi nghiệp từ chính nguyên liệu dồi dào là cây dừa quanh nhà mình. Đầu năm 2000, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều công nhân mất việc làm. Với tinh thần đó, Hải quyết định thành lập hộ kinh doanh gia đình để giải quyết việc làm cho người dân, phát triển mật hoa dừa tươi ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Bến Tre là thủ phủ của dừa mà. Có rất là nhiều cái cây dừa mà hiện tại thì giá dừa thì nó đang bấp bênh, không ổn định. Thì mình muốn tạo ra một cái đầu ra để phát triển, để hình thành một cái sản phẩm về dừa. Mình có gặp tiến sĩ từ Singapore về của trường Đại học Công nghệ Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiến sĩ Dương thì hướng dẫn cho mình cái cách mà bảo quản rồi phát triển sản phẩm. Đó, từ đó mình mới phát triển sản phẩm rồi đưa ra thị trường. Bến Tre là tỉnh có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước với hơn 73.000 hecta. Đây được xem là tài nguyên bản địa rất dồi dào ở địa phương. Chuỗi giá trị cây dừa đang được địa phương xây dựng để tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, thầy giáo sinh năm 1991 này phải đối mặt với không ít khó khăn khi thay đổi tư duy truyền thống từ trồng dừa hái trái sang trồng dừa lấy mật, nhất là khâu chế biến bảo quản. Vì thế, vùng nguyên liệu chính là bài toán nan giải để có được lượng mật đủ lượng và chất phục vụ cho sản xuất. Sau hơn một năm, bằng cách liên kết với các hộ dân trong huyện, Tô Chí Hải đã thuê được tổng diện tích 6 hecta, mỗi ngày thu về 500 lít nước từ hoa dừa tươi. Có được điều này là nhờ dự án của Hải sớm mang lại hiệu quả kinh tế, tạo niềm tin cho nông hộ, góp phần phát triển kinh tế gia đình và nâng cao giá trị cây dừa. Mình ưu tiên chọn lựa là những cái loại sim giống sim lùng, nó không cao, khoảng 4 đến 5 năm cho năng suất cao nhất. Loại sim lùng và nó có cái loại nó cho loại mật ra màu vàng là chất lượng nhất. Mình có hai hình thức, một là hình thức thu mua với giá 20.000 đồng một lít, còn hình thức thứ hai là mình thuê dừa của người dân với cái giá là 70.000 một bông. Để lấy được mật, sáng sớm người nông dân sẽ dùng gậy gỗ nhỏ gõ nhẹ ngoài chùm hoa để kích thích tạo mật. Sau khi gõ thì cắt lát mỏng đầu hoa cho mật chảy ra là có thể hứng trực tiếp. Mật hoa dừa có thể uống tươi hoặc là thanh trùng để bảo quản được lâu hơn. Giá trị cũng tăng lên nhiều so với trồng dừa lấy trái khi Hải thu mua của người dân với giá 70.000 đồng một bông. Nông dân còn có thêm nguồn thu nhập từ việc lấy mật để giao cho cơ sở của Hải mỗi ngày. Tôi bán bông thì coi như mình lấy bán bông 70.000 thì mình tính ra cái quân bình thì nó khá hơn cái là mình để bán trái, mà cái câu chăm sóc của mình thì nó cũng hạn chế lại. Thì đó là tôi mới thấy là cái chỗ là nước mặn năm rồi bụi nó đã bị xuống quá thì bây giờ buộc là phải chen vô cây dừa, chứ bây giờ cây dừa có thể là nó gánh, thí dụ bây giờ cái bưởi nó gánh mặn được chứ là chỉ có là coi như vài phần trăm, mà thậm chí cây dừa có thể được 60-70% đó. Mà cái dừa khi mà nước mặn lên rồi xong đó nước mặn trở xuống nó thì cây dừa nó lại coi như là xanh này kia dưới nó là phát triển rất tốt. Khi mà mình mang về nhà thì mình sẽ lọc những cái cặn bã từ các cái cây dừa đó, các nhang, các bụi bặm đều đó, trong quá trình mà mình xử lý mình lọc cho nó thật sạch. Rồi sau đó mình sẽ đưa vào cái dàn máy thanh trùng. Dàn máy thanh trùng hiện tại của mình thì nó có hai bộ phận chính, đó là bộ phận làm nóng thì mình sử dụng ở nhiệt độ 65 đến 70 độ trong thời gian là 2 tiếng. Rồi sau khi làm nóng mình sẽ sốc nhiệt đưa vào hệ thống làm lạnh đột ngột ở khoảng thời gian là 5 đến 6 giây. Đó là cái thời gian này là vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hầu như là hoàn toàn. Hiện nhờ sự hỗ trợ của một số giảng viên và sinh viên khoa thực phẩm trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, Tô Chí Hải đã đầu tư được hệ thống sản xuất khép kín. Quy trình chế biến của Hải được thực hiện bằng máy thanh trùng sốc nhiệt với quy mô nhỏ, công suất khoảng 500 lít một ngày. Sau khi thu hoạch, mật sẽ đưa vào máy có bồn chứa làm nóng ở nhiệt độ 65 đến 700 độ C.
rồi dẫn dung dịch qua bồn làm lạnh khoảng 5 giây để tiệt trùng. Sản phẩm nước giải khát sau khi đóng chai, thời gian sử dụng 14 ngày, còn mật hoa cô đặc đóng chai có thể sử dụng trong 6 tháng. Sắp tới thì mình sẽ phát triển nhiều cái dòng sản phẩm khác về cái hương vị cũng như là về cái chất lượng, ví dụ như là về mật hoa dừa lên men. Mình không có dừng ở cái một sản phẩm về nước giải khát không, mình còn có một cái sản phẩm về trải nghiệm du lịch, giới thiệu mọi người về cái việc khai thác mật, rồi lồng ghép vào giáo dục các em học sinh về tác hại của các loại nước giải khát có ga. Rồi sẵn đó mình sẽ giới thiệu về các cái giá trị về văn hóa, về cái con người của vùng đất Bến Tre mình. Hiện dự án khai thác mật hoa dừa tươi tập trung vào phân khúc nước giải khát. Sản phẩm hiện tại là nước mật dừa tươi đóng chai. Hải đang kinh doanh với quy mô hộ gia đình và đang phát triển thêm nhu cầu của thị trường. Thông thường chàng trai này bán ở các điểm bán nước giải khát ven đường và khu du lịch trong địa phương, thu nhập đạt được trên 30 triệu đồng một tháng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người thân và nhiều lao động địa phương. Hiện tại thì mình đang phân phối ở các trạm dừng chân và các khu du lịch ở trong địa bàn tỉnh, ở các tuyến đường ở quốc lộ 60. Rồi ngoài ra mình có gia công cho một số cái công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Hướng tới thì mình sẽ phát triển dòng nước giải khát này ra ngoài các tỉnh lân cận và các tỉnh mà phát triển về du lịch và thị trường toàn quốc. Công việc của em thì chủ yếu là em vô chai và em dán tem. Thường thì mướn người ngoài thì cũng phải trả tiền, thì một ngày 200-300 gì đó. Tại em mình nó mới vào nghề nên mình không có cần thiết. Dạ. Em hy vọng Hải là người, công việc của Hải là ngày càng phát triển. Tại vì tỉnh Bến Tre này thì chỉ có Hải là người đầu tiên bắt đầu cái sự nghiệp mà mật hoa dừa này. Năm 2020, dự án mật hoa dừa của Tô Chí Hải đã xuất sắc vượt qua hàng trăm dự án khởi nghiệp khác để góp mặt tại vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn do Trung tâm BSA và Ban Thanh niên nông thôn của Trung ương Đoàn tổ chức. Tại vòng thi này, sản phẩm mật hoa dừa tươi của Hải được nhiều thành viên ban giám khảo đánh giá rất có tiềm năng để phát triển. Với mùi thơm nhẹ, vị ngọt thanh và có nhiều vitamin, khoáng chất, lại xuất xứ hoàn toàn thiên nhiên, mật hoa dừa đang có tiềm năng tiêu thụ rất lớn. Vì vậy, nghề trồng dừa lấy mật đang khiến cho đời sống người dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển hơn.